Chào mọi người nhé. Chuyện Ninh Phòng Địch Ảnh, tác giả Ngọa Nông Sinh, MC Trần Khoanh, chương 24, Tình Thầm Tựa Bè, phần 2. Quân họ cảm thấy tính tình của đảo chủ hôm nay thay đổi cực kỳ lớn lao, như biến thành một người khác, khiến họ không khỏi kinh ngạc. Thiếu phụ trung niên chợt hé môi dịu dàng lên tiếng: "Lời nói của ngươi thiệt mơ hồ, khiến cho ta không thể hiểu nổi. Ngươi có thể giải thích rõ cho ta rõ hơn được không?" Kim Phi Hùng liền từ tốn đáp: "Tại hạ sở dĩ nói không phải là người của Thái Dương Cốc, vì tại hạ không phải là từ Thái Dương Cốc đến, cũng không hề được Thái Dương Cốc truyền thụ võ công." Thiếu phụ trung niên nghi ngờ hỏi lại: "Vậy thì tại sao ngươi lại nói là người của Thái Dương Cốc?" Phim Phi Hồng thoáng điểm nụ cười nói: "Chỉ vì cách đây không lâu, tai hạ gặp được chủ nhân của Tu Na Đoạn Kiếm 30 năm về trước." Nói đến đây, chàng đưa tay xuống thân lưng rút Tu Na Đoạn Kiếm giơ lên trước mặt. Thiếu phụ trung niên chợt biến sắc, đôi mắt con hổng nhãn quang sắc lạnh, bất giác long lành tựa như có ngấn đạn, cả thân đình bà như muốn trổm lên về phía trước. Kim Phùng Tu Đoạn Kiếm lại rồi lên tiếng nói: "Tai hạ may mắn được lão nhân đó truyền thụ cho một bộ kiếm pháp, mà lại lão nhân đó còn nói là xuất thân từ Thái Dương Cốc." Thiếu phụ trung niên vội bảo: "Ấy chính là nói suông mà thôi, không có chứng cứ làm sao mọi người có thể tin được." Kim Phùng cười lớn: "Điều thứ nhất là chiêu kiếm không thể nào là giả mạo được, hơn nữa lão nhân còn đưa cho tại hạ một tín vật của Thái Dương Cốc." Nói rồi chàng đưa miếng lục ngọc như ý ra trước mặt thiếu phụ, đoạn hạ giọng nói: "Bởi vậy nói tại hạ đã luyện tập kiếm pháp của Thái Dương Cốc, đương nhiên tại hạ đúng là người của Thái Dương Cốc." Thiếu phụ trung niên trầm ngâm không nói, rồi đột nhiên đứng dậy đưa tay ra hiệu cho các thuộc hạ: "Thời giờ đã trễ, các ngươi hãy lui về phòng." Tuân lệnh, một tiếng hô vang chấn động khắp gian đại sảnh. Cũng ban đầu trong gian đại sảnh chỉ còn lại hai người. Kim Phùng thấy thiếu phụ không hề đề cập đến việc muội muội của mình, bất giác chàng lo lắng hỏi: "Tiền bối." Thiếu phụ vội đưa tay ra hiệu cho chàng đứng lên, đoan hạ giọng thì thầm: "Người hãy đi theo ta." Kim Phùng thầm nghĩ, có lẽ bà ta đồng tình với chuyện huynh muội của chàng, nhưng trước mặt môn nhân đệ tử không dám nói ra, sợ làm trái với quy củ của môn phái, nên mới cho môn nhân đệ tử lui vào phòng, rồi sau đó giải thoát cho Kim Ngân Thi. Khi thấy thiếu phụ rớt gót sen đi về phía sau đại sảnh, chàng cũng vội bước theo sau. Qua khỏi đại sảnh, chàng thấy một cây cửu cúc cầu quanh cọ uốn khúc, phía trên thành cầu có chạm hình hoa lan trông cực kỳ mỹ lệ. Thiếu phụ trung niên vừa đi vừa hỏi: "Có thật là người là chính mắt nhìn thấy chủ nhân của Tu Na Đoạn Kiếm?" Kim Phủng đáp ngay: "Đương nhiên là như vậy rồi." Rồi thiếu phụ hỏi lại: "Có thật người đó đã truyền thụ kiếm pháp cho người?" "Không sai." Thiếu phụ bảo hỏi tiếp: "Việc này cách đây bao lâu?" Kim Phùng: "Khoảng hơn một tháng." Thiếu phụ ồ lên kinh ngạc: "Ở chỗ nào vậy?" Kim Phùng lập tức đáp: "Trên tàng kinh lầu có Bích Vân Thiền Tự gần thành Kim Năng." Thiếu phụ giọng nghi hoặc: "Ngươi không lừa gạt ta chứ?" Kim Phùng thoáng bực bội: "Tại hạ không bao giờ lừa gạt ai cả." Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thoáng chốc đã đến phía uốn cổng. Ẩn mình trong rừng thông là một tòa nhà bát giác, tám mặt đều có cửa sổ, nhưng có một tấm màu vàng rũ xuống che kín. Phía trước tòa nhà bát giác có một bãi đất, chu vi hơn nằm trượng, xung quanh có cây mọc um tùm. Thiếu phụ trung niên chợt bảo chàng: "Kim Phùng, ngươi hãy đợi ta một chút để ta vào thay đổi y phục." Nói rồi bà biến vào chân trong, lát sau xuất hiện Minh Vân Kinh Trang, đầu cuốn một rẻ nội vàng, hữu thủ cầm một thanh trường kiếm. Thanh kiếm xanh tím dưới ánh trăng lấp lánh, chiếu rạng những điểm hàn quang lạnh rợn người. Chỉ liếc qua cũng đủ biết đây là một thanh bảo kiếm có nền lệch phi phàm hiếm có trong võ lâm. Kim Phùng thấy vậy hết sức ngạc nhiên: "Tiền bối, không ngờ thiếu phụ trung niên quá nền, mau rút kiếm ra." Kim Phùng ngơ ngác lui ra sau nửa bước: "Tại sao mà?" Thiếu phụ cầm giọng không được nói nhiều: "Hãy tận lực xuất chiêu." Kim Phùng không này nào đoán ra thâm ý của thiếu phụ kỳ quái này, bèn ngửa mặt cười khổ: "Ngươi là ân sư của xã muội, hơn nữa ta đâu có thủ oán." Ai ngờ thiếu phụ lớn tiếng khiêu khích chế giễu: "Hừ, hào khí ban đầu đi đâu hết rồi, nhỏ ăn mà như vậy không sợ thiên hạ cười nhau ư?" Kim Phùng tức khí rút Tu Na Đoạn Kiếm lạnh lùng lên tiếng: "Người không hối hận chứ?" Thiếu phụ im lặng không đáp, vung kiếm xuất chiêu. Một đạo hàn quang lạnh ngắt chớp lên chẹt thẳng vào mặt Kim Phi Hùng. Kiếm chiêu phát ra cực kỳ ảo diệu, vô tưởng khiến đối phương phải kinh sợ. Kim Phùng thấy vậy bất giác phải chấn động tâm thần, lúc này chàng không dám chần chừ, vội vàng huy động đoạn kiếm đẩy ra phía trước. Thi triển kiếm pháp mà Ngộ Phi đại sư đã truyền dạy, chặn đứng mũi kiếm lợi hại của thiếu phụ. Trường kiếm của thiếu phụ trung niên quả nhiên biến hóa kỳ ảo, thần quân quỷ quân lường, có thể nói là một cao thủ lợi hại mà chàng đầu tiên trong suốt 2 năm xuất đạo buôn tẩu trên giang hồ, chàng bất giác thầm hổ thẹn. Bởi vì có 5 chiêu, chàng cảm thấy kiếm pháp của đối phương chẳng những ảo diệu quân lường mà biến hóa phát ra liên miên bất tuyệt,
Chiêu thức bao hàm công thủ kín mít không hề có khe hở. Kim Phùng cảm thấy nếu như mình không được kỳ ngộ phi đại sư truyền thụ công phu lời cổ nào thì e rằng lúc này chẳng đã trở thành du quỷ không đầu dưới lưỡi kiếm lợi hại của thiếu phụ rồi. Nghĩ vậy chàng không hề dám dự ý mang hết tuyệt học của Thái Dương Cốc tuần tự triển khai để đối phó với kiếm pháp tuyệt độc của thiếu phụ. Chợt nghe thiếu phụ thi triển chiêu thức nói hừ, nhất thành bất biến kiếm pháp như vậy thật là người quá cố chấp hạ sách. Kim Phùng lúc này đã hoàn toàn tùy ý xuất thủ trừ bỏ hết tạp niệm để chế áp uy thế của đối phương. Chàng vùng kiếm đánh ra một chiều dương đồng kinh tây, đoạn hẹn giọng kéo quan lên một tiếng cẩn thận quay từng cánh tay trái. Mới thì chậm xong từ việc xảy ra nhanh như chớp tu nà đoạn kiếm. Phát ra một đạo hàn quang nhẹ như điện chém chẳng vào tay trái của thiếu phụ, kiếm chiều vừa phát ra nhanh nhẹ vô cùng. Kim Phùng có thu kiếm lại cũng không kịp, thầm nà nên hỏng rồi keng, một tiếng động lớn vang lên, ánh lửa bắn ra tứ phía, đoạn kiếm của Kim Phùng tự như chạm phải một khối đồng cứng ngắc. Thiếu phụ trung niên lạnh lùng cười mỉm cười, hử chớ quá đự hãy chiếc chiều kiếm của ta. Kim Phùng vừa chạm phải cánh tay của thiếu phụ đã bị chấn động rồi lại khiến cho hầu khẩu tê buốt. Trong lúc thất thần chợt thấy một màn kiếm quang chụp xuống đầu mình, bất giác kinh hãi. Trong lúc cơ bay chàng vội vùng thanh kiếm ngăn thế công của đối phương, nào ngờ chứng kiếm một thiếu phụ đột nhiên biến hóa thành ngàn vạn lưỡi kiếm bao phủ khắp tứ phương, tiền hậu tả hữu kiếm khí toát được lạnh ngắt, khiến chàng cảm thấy thập phần kinh sợ, dường như sắp sửa bị mất mạng rồi. Trong lúc cực kỳ nguy cấp, chàng lại nhớ đến chiêu thức mà Ngộ Phi đại sư đã sở ngộ trong suốt 30 năm bị siết chặt nơi cổ lầu Bích Vân Thiền Tự. Tâm niệm ý động, lập tức đoạn kiếm biến hóa quái dị khác thường. Quả nhiên thiếu phụ trung niên bị bất ngờ vì chiêu thức lạ kỳ của chàng, niệm lẩm bẩm ủa kiếm pháp kỳ quái quá chừng. Kim Phùng liền nói, với chiêu kiếm của người cũng đâu có liên quan đến kiếm pháp lúc đầu. Thiếu phụ trung niên lạnh lùng, quý lợi vô ích. Bóng hai người chợt hóa thành hai trái ngân cầu sắc, hoa cuộn vào nhau từ xa nhìn lại trông cực kỳ đẹp mắt. Keng, tiếng binh khí và chạm vào nhau chát chúa. Hai quả ngân cầu cùng lúc tắt gấp trên mặt thiếu phụ, vẻ mặt ngơ vực rồi tung mình ra một trượng. Kim Phùng cũng mỉm cười bay mình lui ra một trượng, dáng vẻ cuồng ngạo không giấu giếm. Thiếu phụ tức giận hỏi, ngươi thuộc môn phái nào, định đến đây nâng nhục ta phải không? Nên mặt thiếu phụ vừa ảo não vừa tức giận, giọng nói có vẻ không chịu phục. Kim Phùng lắc đầu, tiền bối đã bức bách tại hạ đến quá lâu thôi. Nói xong chàng thu kiếm vào trong thân lưng, thái độ cực kỳ ung dung điềm nhiên đáp, chỉ vì vãn bối nhất thời thu kiếm không kịp, may mà không làm thương tổn cánh tay của tiền bối. Không ngờ thiếu phụ lạnh lùng bảo, ngươi cho rằng đã thắng ta một kiếm phải không? Kim Phùng vừa nói, tại hạ hoàn toàn không ý tranh đoạt thắng thua. Thiếu phụ hừ lạnh một tiếng, nếu như ta không chậm chiều kiếm lại, e rằng cánh tay phải chấp kiếm bây giờ không còn là của người nữa đâu. Kim Phùng bất giác dùng mình nhớ lạnh, chẳng biết lời nói của thiếu phụ không phải là giả tạo để dọa chàng. Bởi vì trong lúc chàng ngẩn người kinh ngạc, tâm thần như thở dối loạn để hỏi ra nhược điểm, giả như thiếu phụ nên bỏ cánh tay trái rồi khoa kiếm chặt đứt cánh tay phải của chàng, thì hai bên tất sẽ rơi vào nước bại câu thương. Có ngờ thiếu phụ đâu có kim ngọc hộ thân, còn cánh tay của chàng thì không có một chút gì hộ vệ. Nghĩ đến đây mặt chàng đỏ bừng lên, nhưng tính chàng bình sinh rất cuồng ngạo, hãn lại chịu mất đi nhẹ khí, chàng nhân mặt cười khổ, tiếng như tiền bối không có kim ngọc hộ thân thì cánh tay của tiền bối lúc này e cũng không nguyên vẹn, vì tất cũng có thể vung kiếm mà chém được cánh tay phải của tại hạ. Chàng vừa dứt lời, thiếu phụ đột nhiên đổi sắc, hai nàng lệ từ khóe mắt xinh đẹp tuôn xuống như mưa. Kim Phùng không ngờ lời nói của chàng đã làm cho thiếu phụ thương tâm như vậy, bất giác tay chân chàng lúng túng không biết làm sao cho phải. Thiếu phụ thôn liền ném trường kiếm xuống đất trầm giọng than, kim ngọc hộ thân ư, cái gì là kim, cái gì là ngọc. Nói đoạn thiếu phụ vừa khóc vừa đưa tay vén ống tay áo lên để lộ ra một cánh tay bằng đồng. Hóa ra đây là một cánh tay giả được chế tạo cực kỳ khéo léo tinh xảo, phía ngoài được bọc bằng một lớp lụa mỏng như da người, nếu như không nhìn kỹ không thể nào nhận ra. Kim Phùng thấy toàn thân rung động, chàng chợt nhớ tới những lời của Ngộ Phi đại sư kể lại chồng ngồi cổ nầu nọ liền la lên, tiền bối chính là người mà 30 năm về trước. Thiếu phụ nước nở trong tiếng nước nghẹn ngào, ta chính là Trường Xuân đảo chúa. Toàn thân Kim Phùng run lên bần bật, chuyện này xảy ra vô cùng bất ngờ, chàng không hề tưởng nổi. Bởi giang hồ truyền ngôn Trường Xuân đảo ở giữa biển khơi hoang vắng, tại sao lại có thể ẩn mình trong Trường Xuân cốc nằm giữa võ lâm trung nguyên mà không một ai biết? Nhất thời tâm trí hoảng loạn, chàng lẩm bẩm hỏi lại, người chính là Trường Xuân đảo chúa mà giang hồ truyền ngôn là Trường Xuân tiên tử sao? Trường Xuân đảo chúa cười nạt, người không tin sao? Hãy đem đoạn kiếm của người ra đây. Cái xong, thiếu phụ rút từ trong cánh tay giả đồng ra một đoạn kiếm gãy. Đoạn kiếm này hoàn toàn trái ngược với loại kiếm của Kim Phùng, đây chính là một đoạn mũi kiếm dài gần thước. Kim Phùng cũng nghi là lời lấy đoạn kiếm của mình ra. Trường Xuân đảo chúa chậm chậm đưa đoạn kiếm của bà đến gần đoạn kiếm của Kim Phi Hồng. Hai nửa đoạn kiếm ghép lại thành một thanh kiếm dài gần 2 thước, không dài một ly. Những giọt lệ
tựa như những hạt trần trầu lóng lánh từ khóe mắt Trường Xuân đảo chủ tuôn rơi. Khóe mắt bà đau thương vạn phần rộng thiên hương. Đoạn kiếm này đã gây khôn điển tình xưa làm sao quên được. Nhân vật này nhớ đến người làm sao khiến ta không đau lòng đứt ruột. Lòng nói nghẹn ngào, thân hình thiếu phụ rô nền tưởng chập muốn té. Kim Phùng vội thu hoại đoạn kiếm, đến đỡ thiếu phụ tiền bối ả. Đã có ngày tương phùng như hôm nay, nó gì ngại không hàn gắn lại như lúc ban đầu. Trường Xuân đảo chủ mắt vẫn rướm nẻ. Ký tức rằng môn quy của bản đảo quá hạn chế, lại thêm tính tình của hai bên khiến cho bây giờ nghĩ lại chuyện cũ ta ân hận vô cùng. Kim Phi Hồng lên tiếng an ủi, nhưng mà vị tiền bối vẫn còn kháng kiện thì làm sao mà có chuyện ân hận được. Với mắt Trường Xuân đảo chủ chợt lóe sáng, tinh thần cực kỳ phấn chấn, mắt nhìn xa xăm miệng lẩm bẩm, đúng vậy, chàng vẫn còn sống 30 năm, không ngờ chàng vẫn còn kháng kiện. Kim Phi Hồng bất giác lên tiếng, Ngộ Phi đại sư chẳng những còn sống mà khi phát giác đoạn kiếm trên người tài hạ, lão nhân già cũng nộ vẻ đau khổ không kém gì người đâu. Nhất thời xuất thủ nỗi tài đã thương người, khiến cho lão nhân già hối hận vô cùng, nói rằng đó là sai lầm lớn nhất trong đời. Trường Xuân đảo chủ vội hỏi, thật không? Thấy sắc mặt của Trường Xuân đảo chủ có chút sắc hồng, Kim Phi Hồng liền nói tiếp, hoàn toàn là sự thật. Lão nhân già còn sở dĩ 30 năm nay nó không chết cũng vì muốn gặp lại người để bày tỏ xin lỗi về việc đáng buồn xảy ra năm xưa. Trường Xuân đảo chủ thoáng hiện vẻ nghi ngờ, vậy thì tại sao chẳng không đến suốt 30 năm nay biệt âm vô tín? Kim Hùng chợt mỉm cười, tiền bối à, Trường Xuân đảo ngay cả một lam đồng tử 3 tuổi cũng không được phép đặt chân nên nó người nghĩ coi. Trường Xuân đảo chủ gật đầu, ta không trách chàng được, chỉ tiếc rằng môn quy của bản đảo quá tàn nhẫn không hợp tình người.